gì vậy? Đang cạo mấy cái lông xù nè, cái áo nó xù lông quá rồi. Nhưng mà ngồi mày cạo đi khi nào? Thì được nhiêu hay nhiêu, chứ nó cũ rồi, không có tiền mua mới. No no no, giờ này ai mà còn ngồi cạo cái áo như vậy nữa thì có mà hư hết cái áo nha. Mấy bồ hãy dùng thử cái máy cắt lông xù quần áo đến nhà Bumidi này đi. Ta-da! Thiết kế cầm tay nhỏ gọn, dễ dàng mang theo. Phía dưới tay cầm được trang bị một hộp lưu trữ lông vải, dễ dàng quan sát và dễ mở ra vệ sinh luôn ha. Cắt lông nhanh chóng với lưỡi dao nổi 6 cánh làm bằng thép không gỉ. Được trang bị thêm phần lưới bảo vệ, làm sạch sơ vải mà không ảnh hưởng đến bề mặt vải. Mặt lưới của máy cắt cân tất cả loại vải luôn. Vải len, nỉ, zin. Thiết kế ống dẫn khí hình chữ B, tránh trào ngược sợi vải hiệu quả. Khi bạn vệ sinh lưỡi dao thì máy tự động tắt nguồn để bảo vệ an toàn cho bạn và thiết bị. Pin dung lượng lớn 1300mAh/giờ. Cổng sạc Type-C, chỉ cần 2 giờ sạc đầy có thể sử dụng liên tục lên đến 90 phút. Sau khi cắt lông xù xong, mọi người mở phần nắp và đổ bụi lông đi nha. Tặng kèm thêm một chổi quét lông dễ dàng giúp dọn sạch các sợi lông vải trên các lưỡi dao. Một món đồ quá là xịn sò còn đợi chờ gì nữa.